Heo của mình hôm nay là ngày đầu tiên nè các bạn. Đó, các bạn nhìn thấy nó bú chưa? Rồi ở đây các bạn nhìn thấy là dưới sàn này nước không? Cái này là do mình thục rửa nó để cho cái dịch viêm của nó ra hết đi, với cái dịch đậu sản nó ra theo. Để thứ nhất á, là hạn chế viêm cho con heo. Thứ hai nữa là mình làm sạch là nó sẽ hiếm có bị viêm khi mà tách con nó lên giống lại, là đảm bảo là mình có được 100% nha. Ở đây các bạn mình dùng cái que phối mềm nè, đó cái que phối dẻo này nè. Mình lấy cái nắp nước ngọt là mình đục một lỗ, mình nhét cái que phối này vô. Rồi xong mình tháo cái nắp cái chai nước muối sinh lý này qua. Rồi mình gắn cái ống qua. Sau khi gắn qua này nó sẽ như thế này nè các bạn, giống như cái chai tinh vậy đó. Thì mình thục rửa nó là giống như mình bơm tinh vậy đó, mình cứ đút vô từ từ, mình tha keo bôi trơn vô cái ống này. Rồi xong mình vừa đút vô mình vừa bơm để cho nước nó sôi cái đầu này nè các bạn, để cho nó hạn chế bị xước để nó viêm nha. Đó, cái đầu này nè. Cái đầu này nước nó dụi ra là nó đi thẳng vô, hạn chế bị viêm. Là mình sẽ thục rửa là 3 lần, thường thường đó là tối, ví dụ như tối nay heo đẻ xong thì có thể là chiều nay thì mình mới thục rửa, rồi nguyên ngày mai sáng một lần, chiều một lần. Đó là xử lý con heo nái vừa mới đẻ xong nha. Nè các bạn thấy nước nó chảy ra không? Nó chảy ra cùng với dịch luôn nè. Rồi một tí nữa mình bơm xong khoảng chừng một tiếng thì nước nó chảy ra gần hết rồi, còn một ít động lại thì mình sẽ tiêm thêm cho nó ngày đầu tiên là 5C oxytocin. Mỗi lần rửa thì mình sẽ tiêm cho nó 5C oxytocin. Mỗi lần rửa xong khoảng chừng một tiếng các bạn là mình sẽ tiêm cho nó 5C oxytocin. Còn mà mấy lần mình không rửa thì mình sẽ tiêm cho nó 3C nha. Rồi các bạn, ở đây là ngày đầu tiên là mình sẽ cho heo con uống amoc để hạn chế heo con nó không bị tiêu chảy trong đàn. Mà khi nào mà con heo mình đẻ ra ngày đầu tiên á, nó có tiêu chảy là uống nó sẽ phòng ngừa và điều trị tiêu chảy luôn. Mình không cần nhỏ kháng thể E. coli, mình chỉ nhỏ amoc là được. Ví dụ như cái gói amoc á, các bạn mua về cái gói 1 kg là nó to quá, các bạn xài không hết, thì các bạn cứ chia ra cái bọc giống như của mình nè. Các bạn chia ra đi 4-5 bọc nhỏ cũng được, rồi các bạn bóp cho không khí nó tràn ra ngoài hết. Các bạn buộc cái thun kính lại giống như mình nè, thì các bạn vẫn đảm bảo là amoc của mình vẫn bảo quản tốt bình thường nha. Còn mà các bạn mà để gió lọt vô á, là amoc mình nó sẽ ngã vàng nhẹ và nó đóng cục. Trường hợp mà nó bị quá vàng nhiều á thì có thể là chúng ta cho heo thịt hoặc là gà vịt gì đó uống, còn heo con là mình dùng cái amoc còn mới này nha các bạn. Rồi nè các bạn, mình khui cái bọc amoc ra nè các bạn. Đối với ngày đầu tiên á, ví dụ như trong đàn của các bạn kiểm tra heo của các bạn không có con nào bị chảy hết, thì một muỗng cà phê amoc, chung một muỗng cà phê lưng lưng thôi, không cần đầy đâu, một muỗng lưng lưng giống vậy thôi. Các bạn pha cho 50c nước cho mỗi con uống 2c, uống sáng một lần, chiều một lần. Nếu mà trong đàn của mình á, có con nào tiêu chảy thì mình sẽ pha một muỗng cà phê 30c nước cho mỗi con uống 2c, sáng 2c, chiều 2c. Con nào tiêu chảy thì uống sáng, trưa, chiều. Nếu mà qua ngày thứ hai vẫn còn chảy nữa thì mình sẽ uống một ngày nữa thì nó hết, đảm bảo các bạn luôn. Nếu mà trong đàn của các bạn mà nó tiêu chảy khoảng 5-70% đổ lên á, thì các bạn chích tiêu chảy cho con heo mẹ. Cái đó là cái nguồn sữa nó làm cho đàn của mình nó bị tiêu chảy, chứ không phải là do heo con nha. Thường thường là nó bị 1-2 con là nhiều rồi. Thường thường là chỉ bị ít vậy thôi, không có bị nhiều đâu các bạn. Bị nhiều là cái nguồn sữa nó có vấn đề, nên heo mình nó bị vấn đề nhiều thôi. Rồi xong là mình sẽ tập cho nó uống sữa luôn nha. Có thể là ngày đầu tiên, ngày thứ hai, ngày thứ ba thì chúng ta sẽ tập cho nó uống sữa. Ở đây thì mình tập cho nó uống sữa luôn nha. Trước khi mình tập cho heo con uống sữa các bạn, là các bạn bấm găng cắt đuôi cho nó đi. Ngày đầu tiên thì mình làm như vậy á, là để cho heo con nó mau lành vết thương nha. Nếu mà các bạn siêng nữa thì tốt nhất là các bạn cho uống cử sữa đầu tiên xong các bạn bấm găng nó đi. Tại vì nhiều con nó dành sữa mẹ nó, găng nó bén lắm các bạn, là nó cắn vú mẹ nó hoài à. Bắt đầu là con mẹ nó cứ nằm úp hoặc là nó đứng dậy hoài à, là mình sẽ ra mình canh nó hoài, coi chừng nó hoài là mình cực lắm. Nên mình bấm găng sớm đi, để cho nó đừng có cắn vú mẹ nó, là mẹ nó không đau là mẹ cứ nằm cho nó bú. Còn mà nó cắn là con mẹ nó cứ nằm úp đứng lên hoài là mình ra mình canh, mình sợ vấn đề này kia là cực lắm nha. Rồi hôm nay á, thì ngày đầu tiên thì mình sẽ cắt đuôi nó, mình sẽ cắt bằng kìm điện các bạn. Cắt kìm điện để cho nó không ra máu. Còn các bạn không có kìm điện á, các bạn dùng kéo sắt. Kéo sắt các bạn hơ lửa cho nó nóng thiệt là nóng đi, rồi các bạn cắt từ từ thì nó cũng sẽ không ra máu. Còn các bạn cắt sống á, là nó ra máu nhiều lắm nha. Rồi mình bấm găng mình cắt đuôi, rồi mình sẽ tập cho nó uống sữa nha. Rồi bây giờ là ngày đầu tiên nè các bạn, mình sẽ tập cho heo mình uống sữa nha. Đây mình đã bấm găng cắt đuôi rồi, cho bấm cái phần bấm găng á, là nó bú cử đầu là mình đã bấm rồi. Đến sáng nay thì mình mới cắt đuôi nè.
Rồi mình tập cho nó uống sữa. Các bạn dùng sữa tươi có đường của người, sữa nào cũng được các bạn, sữa tươi có đường là được. Rồi các bạn bỏ amox vô, các bạn pha để cho nó uống. Tại vì con heo này nè các bạn nhìn thấy không có cái bầu sữa đâu, nên con heo mẹ nó rất là ít sữa luôn. Cái đàn này là nó bú không đủ. Còn cái đàn bên đây nè, sữa mẹ nó có cái bầu là nó nhiều sữa. Rồi bây giờ mình sẽ pha sữa cho các bạn coi nha. Ở đây là mình bỏ vô là một muỗng amox nè, một bịch sữa tươi nè. Khi nào mà cái đàn của mình á, nó uống một ngày mà tầm 2 bịch sữa đổ lên á, thì mình mới để cám tập ăn vô. Tại vì bây giờ nó chưa có uống sữa được, mà các bạn để cám tập ăn vô là nó cũng không có ăn được các bạn. Khi mà nó ăn được gành á, nó uống được nhiều cám rồi á, thì mình bỏ tăng lên 1 nắm, nắm rưỡi, 2 nắm, tầm 2 nắm đổ lại thôi. Các bạn đừng để nhiều nha. Các bạn để nhiều á là nó kẹo lắm, con heo mình nó uống không nổi đâu các bạn. Khi mà nó uống còn khoảng tí xíu thì các bạn cũng rửa đi. Các bạn để nó không uống đâu, tại vì nó quá kẹo đi. Rồi bắt đầu chúng ta lắc đều và chúng ta để xuống cho nó uống các bạn. Rồi nào các bạn, mình để xuống rồi nè. Đó, cái này mình để trên cái ổ chim hồi lúc trước mình nuôi chim vẹt các bạn. Mình nuôi lớp bết với cóc cati á, cho nó đẻ. Có sung nữa, nhưng mà sung nó không đẻ. Rồi bây giờ mình dẹp hết rồi, mình không có nuôi nữa. Rồi khi để nó đại đi, khi nào mà nó uống thì uống. Một bịch sữa các bạn để một muỗng amox, các bạn để từ sáng tới chiều. Rồi nếu mà nó không uống thì các bạn đổ cho heo mẹ hoặc là heo khác uống. Rồi xong, từ một buổi chiều đó các bạn pha một bịch khác để một muỗng amox nữa, để tới sáng 7 giờ 8 giờ sáng mai cũng không sao, không hư không gì hết. Heo nó uống bình thường, không có vấn đề tiêu chảy gì hết các bạn cứ yên tâm đi. Nhưng mà các bạn lưu ý nha, các bạn để xa bóng đèn ra nha, các bạn để gần bóng đèn nó làm nóng sữa, là sữa nó hư, sữa nó chua đó. Đó, hôm nay là ngày đầu tiên nè, để chiều thì mình cập nhật cho các bạn xem thêm nha. Mình bảo đảm các bạn chiều là nó đã uống được rồi, ít hay nhiều thôi, chắc cú luôn. Tại vì cái đàn này là sữa mẹ nó không đủ. Còn mà sữa mẹ nó nhiều thì nó khác, còn mình đoán là cái này là sữa mẹ nó không đủ. Đây, bụng nè. Nè, cập nhật tình hình heo nó uống sữa khoảng 3 giờ chiều cho các bạn xem nè các bạn. 3 giờ 04 phút nè. Hồi sáng mình để một bịch sữa nó còn bao nhiêu đây nè. Đó, bên đây là dịch viêm của con nái nó ra nè. Con heo này mình có đưa tay vô can thiệp nó bị viêm nha. Hôm nay là ngày đầu tiên nha các bạn, nó uống được một bịch sữa rồi. Một tí nữa thì mình rửa cái máng này, mình pha một bịch sữa mới, mình để từ đây tới sáng mai luôn nha. Đó, các bạn là coi nè, mấy con heo đứng vậy nó đòi ăn hết nè. Đó, nó chờ ăn đó. Bây giờ là 3 giờ chiều. Cái đàn này nè các bạn, mình đảm bảo với các bạn luôn, ngày qua ngày mai là nó sẽ uống được hơn 2 bịch sữa. Ngày mốt là ngày thứ ba là bắt đầu mình bỏ cám tập ăn xuống cho nó rồi. Có thể là ngày mốt là có thể là nó ăn 1-2 nắm là bình thường luôn. Ngày thứ ba là ăn 2 nắm là bình thường các bạn. Rồi heo này á, lên tầm 16-17 ngày là đã ăn cám khô gành rồi. Có thể là mình tách bầy được luôn đó. Nhưng mà lúc đó mình tách bầy thì mẹ nó cũng chưa lên giống nên mình chưa có tách. Đợi 21 ngày lên á, đợi 21 ngày thì mình sẽ tách luôn nha. Đây là buổi chiều nè các bạn, đàn heo mình nó đang bú nha. Bây giờ mình pha tiếp một bịch sữa, một muỗng amox cho nó. Đây mình bỏ vô một bịch sữa nè, đó, amox nha. Sữa chế vô là amox nó tan luôn nè các bạn. Amox của mình là amox ngọt chứ không phải là amox đắng nhẫn nha các bạn. Nên heo con nó rất là thích uống nha. Đó, mình pha rồi, mình lắc đều cho amox nó tan vô sữa đều. Rồi mình để xuống cho heo con mình uống. Để mình để xích quăng bên để tránh cái bóng đèn. Rồi đó các bạn, một bịch sữa một muỗng amox này mình để tới 8 giờ sáng mai luôn. Heo nó uống cũng bình thường, không sao hết, không có bị chảy không gì hết các bạn. Có amox là nó dằn lại cái tiêu chảy rồi, các bạn cứ yên tâm, các bạn cứ cho uống thoải mái đi, tự do đi, không có vấn đề gì hết trơn á. Rồi nếu mà ngày mai mà nó uống trên 2 bịch sữa thì ngày mốt mình sẽ để cám tập ăn vô cho nó ăn. Các bạn nhớ đón xem hết clip, xem là mình tập cho heo uống sữa là bao nhiêu ngày nó sẽ ăn được cám nha. Hôm nay là ngày thứ nhất nha các bạn. Ở đây là ở ngoài nè các bạn, buổi tối mình quay nè. Đó, heo nó bu lại nó uống sữa nè. Hồi chiều mình đổ một bịch sữa thì nó uống được khoảng 70% rồi, chỉ còn 30% chán đít thôi nè. Ở chỗ của mình nè các bạn, mình chỉ đứng ở ngoài mình coi thôi. Coi nè, các bạn có mũi nè. Đó, quá trời mũi luôn, để mình qua bên kia mình quay cho các bạn xem nha. Rồi mình qua bên đây mình quay cho các bạn xem nè, coi nè. Đứng ở ngoài mà mũi nè, nó quá trời quá đất luôn, thấy chưa? Các bạn nhìn thấy chưa? Đó. Các bạn có nghe tiếng mũi kêu không? Quá trời luôn chưa?
Đây là mấy con heo thịt. Cập nhật cho các bạn xem buổi sáng ngày thứ hai heo mình uống sữa nữa các bạn. Hồi lúc 4:20 là mình vô là sữa này nó hết rồi. Hồi hôm mình vô 4:25 mình vô luộc heo này ra nè. Nè mình cắt sắt nè các bạn. Đó. Mình cắt cái dĩ này ra. Con heo nó đẩy cái cây này lên, nó chui qua đây. Rồi mình lùa nó qua bên đây luôn rồi nè. Rồi hôm giờ nó cắn ổ, nó muốn đẻ mà nó không chịu đẻ, mà nó phá. 4:00 mình vô. Vô coi là con heo này nó uống hết sữa rồi. Lúc 4:00 là hết sữa rồi. Bây giờ là sạch luôn các bạn, bây giờ là không cần rửa máng luôn á. Rồi tiếp tục sáng nay mình để một bịch sữa, một muỗng amox nha các bạn, để mình kêu nó coi lại thử nó uống hay không nha. Rồi mình đi xích ra thì có mấy con tiến lại nè các bạn, không biết là nó có uống hay không nha. Các bạn lưu ý nha, một bịch sữa là một muỗng amox, các bạn cho uống sữa ngoài á, các bạn phải để amox vô mới được. Còn các bạn không để amox á là heo của các bạn nó dễ bị tiêu chảy lắm. Tới bị tiêu chảy rồi á, các bạn chăm rất là cực, rất là khó luôn nha. Đó, nên các bạn tập ăn giống như mình đi, nó không bị tiêu chảy mà heo của các bạn nhanh biết ăn nữa. Rồi mình kêu nó mà nó không lại các bạn, có mấy con mình lùa qua nó uống rồi nè. Đó, hôm nay là buổi sáng ngày thứ hai, các bạn nhìn xem nó uống nè. Nó uống kiểu này nó gom lại nguyên một đàn, nó là tới trưa là mình thay bịch khác rồi, không đợi tới chiều nữa. Là chiều nay hoặc là sáng mai là mình sẽ bỏ cám tập ăn vô cho nó ăn rồi đó các bạn. Các bạn nuôi giống như mình đi, heo của các bạn đàn 15-16 con giống như mình nè, sữa mẹ nó thiếu thì 2 ngày hoặc là 3 ngày nó sẽ ăn được cám tập ăn. Lên 12-14 ngày thì nó sẽ ăn cám khô là thành thục rồi, nói chung là chưa có gành nha. Rồi lên 16-17 ngày là nó ăn cám khô đã gành rồi. Còn heo các bạn tập ăn theo cái cách truyền thống á, 10 ngày nó chưa có ăn nữa các bạn, nó mới chỉ nhá nhá vài hột chơi thôi. Còn của mình lên 12-14 ngày là một ngày là nó ăn 6-7 nắm cám, uống 3-4 bịch sữa là chuyện bình thường nha. Rồi đây tiếp theo cử trưa nè các bạn. Hôm nay là 12:00 trưa rồi, mình để thêm một bịch sữa, một muỗng amox nữa nha. Cái này là amox mình để rồi nè. Đó, mình rưới vô là amox mình tan, amox mình ngọt. Amox mình là ok nha các bạn. Mình thường xài amox của hãng A3 các bạn. Ví dụ như các bạn mà muốn xài amox giống của mình á, mà các bạn kiếm không có thì các bạn cứ nhắn tin cho mình đi, mình dư mình chia lại cho các bạn để các bạn xài, để các bạn trải nghiệm thử coi giống như cái lời mình nói là hiệu quả. Tập cho heo uống sữa không bị tiêu chảy, tách bày ra cho ăn tự do cũng không bị tiêu chảy hay không nha. Đó, hôm nay là buổi trưa đàn heo của mình ngày thứ hai nè. Hồi chiều hôm qua là nó uống một bịch rồi, sáng nó uống một bịch rồi, bây giờ là đổ cử trưa, 12:00 trưa rồi. Uống tới chiều thì nó sẽ hết bịch này, buổi chiều mình sẽ để một bịch tới sáng mai. Bắt đầu ngày mai là mình sẽ để cám tập ăn vô cho nó. Bầy này thì 3 ngày không được cám tập ăn nha. Còn bầy bên đây thì nó mới đẻ nè các bạn. Nó đẻ giờ còn đợi ra nhau nữa. Nó được 15 con rồi. Trong sọt này 10 con nè. Ở ngoài này 5 con, là tổng là 15 con rồi các bạn ơi. Con này nè, với cái con tập uống sữa đẳng á, hai con là một lứa chung một bầy luôn đó. Rồi ngày mai á, thì mình sẽ cập nhật tình hình cho các bạn xem thêm nha. Tại vì cập nhật rồi nói nhiều clip nó dài quá các bạn. Mình cập nhật tình hình cái đàn heo của mình uống sữa nè các bạn. Đó, hôm qua là nó uống 3 bịch nha. Buổi sáng là nó uống một bịch, buổi trưa tới khoảng 2-3 giờ chiều là hết một bịch rồi. Rồi bắt đầu mình để một bịch tới sáng bữa nay. Sáng bữa nay là gần 8 giờ nè các bạn. Mình cho mấy con nái nó ăn đi để cho nó bớt la, để cho nó la nói chuyện không có nghe được. Rồi cái đàn này là 15 con nha, mình đã bắt 3 con qua đây rồi mà nó uống vẫn hết sữa. Đây 3 con nhỏ của nó nè. Còn ở đó một con có đuôi, bên đây một con có đuôi nữa. Là mình bắt cái bầy bên kia, con này nó đẻ có 4 con thôi, qua cho nó nuôi phụ các bạn. Để một bầy nuôi quá nhiều, một bầy nuôi ít thì uổng sữa lắm. Đó, cái đàn này mới đẻ hôm qua nè. Các bạn lưu ý á, heo của mình đẻ ngày đầu tiên á, thì các bạn pha một muỗng amox cho 30 cc nước. Đó, cái đàn này nó có tiêu chảy nè. Một muỗng amox các bạn pha 30 cc nước cho mỗi con uống 2 cc sáng một lần, chiều một lần. Con nào tiêu chảy thì uống sáng trưa chiều. Nếu mà đàn của các bạn mà không có bị tiêu chảy á, thì một muỗng cà phê amox các bạn pha 50 cc nước. Còn trong đàn đã có tiêu chảy rồi thì pha 30 cc nước thôi.
Rồi quay trở lại cái đàn của mình, hôm nay là 3 ngày tuổi. 3 ngày tuổi thì hôm nay mình sẽ pha sữa a móc và cám tập ăn. Đó, heo của mình 3 ngày là ăn cám tập ăn được rồi các bạn. Có đàn là 2 ngày là ăn được rồi. Đáng lẽ hôm qua là mình để được rồi, buổi chiều là mình để được rồi đó, nhưng mà mình không có để. Mình đợi hôm nay thì mình sẽ để nha. Bây giờ mình pha cám, sữa cộng a móc cho các bạn xem nha. Các bạn, ở đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn pha sữa a móc và cộng cám tập ăn nha. Ở đây cái a móc của mình, a móc của mình rất là mịn, rất là trắng luôn. Đó, các bạn để vô một muỗng a móc, một bịch sữa. Sữa thì các bạn dùng sữa tươi có đường của người, loại nào cũng được các bạn, không có nhất thiết phải dùng giống như của mình đâu. Các bạn dùng mấy cái loại mà TH Chung Miêu rồi, nó thơm lắm, heo nó thích lắm. Đó. Rồi mình lắc đều cho tan, rồi xong ở đây là mình sẽ để vô nửa nấm cám. Đây nửa nấm cám, rồi mình lắc đều cho sữa nó ướt cám đều đi, rồi một tí đợi nó tan hết, rồi mình để xuống cho nó uống nha. Hôm nay là ngày thứ ba là nó uống được khoảng 4 bịch sữa này là chắc bình thường các bạn. 4 bịch sữa với 2 nấm cám là bình thường không sao hết. Nhưng mà mình sẽ chia ra 3 bịch sữa và khoảng 2 nấm cám. Mình bỏ mỗi lần hơn nửa nấm xíu. Nó uống bây giờ là từ đây tới trưa là có thể hết rồi. Rồi từ trưa mình để tới chiều, buổi chiều mình để tới sáng mai nữa. Rồi hôm nay có thể là uống 3 bịch sữa và 2 nấm cám nha. Đó, cái đàn này mình chỉ cho 13 con uống nữa các bạn. Còn 3 con của nó nè, bỏ con bự. Một con, hai con, còn con đằng kia nữa, ba con. Đó, mình đã gửi nhờ qua bên đây rồi. Cho bầy 13 con, 12 con uống thôi. Bên đây chỉ còn 12 con thôi. Nó cái máng sữa của nó hết luôn. Hồi nãy nó còn tí, giờ nó vét hết luôn rồi. Rồi, cám sữa da móc mình ngâm nãy giờ khoảng 15 phút nữa các bạn. Nãy giờ mình không có đảo, nó còn mấy hộp hơi to. Nhưng mà cám này thì vô miệng thì nó tan các bạn. Cám tập ăn là nó vậy đó. Nó ngậm vô miệng là nó tan à. Nó không phải là nó cứng đâu. Rồi mình để cho nó uống. Rồi từ đây tới chiều thì mình sẽ cập nhật ngày thứ ba cho các bạn xem nha. Heo mình hôm nay là 12 con nè. Uống một bịch sữa, một muỗng a móc và một gần nửa nấm cám tập ăn, 75% nấm cám á. Đây mình quay cho các bạn xem nè. Mình để xuống được 2 phút bắt đầu là nó không bú nữa, nó bu lại, nó uống nè các bạn. Nó uống chót chót luôn á. Đó các bạn thấy chưa, nó bu lại nó uống á. Mấy cái con mà xương sống mà nhô 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 lên đây nè là nó bú sữa không nhiều, là nó thiếu sữa. Rồi để buổi trưa với buổi chiều mình cập nhật cho các bạn xem thêm nha. Rồi sẵn đây buổi trưa mình vô chuồng mình cập nhật cho các bạn xem nè các bạn. Đây cái bầy heo mình uống sữa với a móc với cám tập ăn nè. Nó uống được khoảng chừng 70% rồi các bạn. Ở đây là còn 30% thôi. Bây giờ là mình để tới chiều luôn. Là hôm nay khả năng là nó uống 2 bịch sữa với khoảng 1 nấm rưỡi cám các bạn. Không uống nhiều đâu nha. Đó, hôm nay là ngày thứ 3. 13 con nha, 12 con. Tại vì 3 con là mắc gửi bên đây các bạn ơi. Đó. Còn bầy bên đây nè. Bú xong rồi ngủ. Bầy bên đây thì mình chưa có tập cho nó uống sữa. Chiều nay hoặc là ngày mai mình sẽ tập. Mình thấy nó bú sữa nó cũng được, chứ không phải gọi là thiếu. Còn mấy con bắt gửi bên đây tiếp rồi nè. Rồi chiều mình sẽ cập nhật các bạn xem thêm cái máng sữa này nó uống coi giật hết không nha các bạn. Chiều mình nghĩ chắc còn một phần, tại vì kẹo quá nó uống không nổi các bạn. Kẹo là các bạn phải chấp nhận là phải bỏ rồi. Đây mình cập nhật tình hình buổi chiều con heo mình nó uống sữa với móc với cám tập ăn này các bạn. Hồi lúc trưa mình ra cho các bạn coi đó thì nó còn khoảng chừng 30% đó, là bây giờ nó uống hết luôn rồi, sạch luôn rồi nè. Nó vét sạch bên luôn, bên kia thì nó bỏ rồi. Rồi khả năng hôm nay á, là mình sáng mình để một bịch sữa, một muỗng a móc và hơn nửa nấm cám. Chiều mình để một bịch sữa, một muỗng a móc và hơn nửa nấm cám. Mình để tới sáng mai luôn các bạn. Nó cho đàn 12 con này mình tập cho uống sữa nha. Các bạn cứ yên tâm đi nè. Heo của mình hôm nay là 3 ngày tuổi nè. Uống sữa với a móc với cám tập ăn là không chảy không gì hết trơn á. Các bạn, mình quay cập nhật hàng ngày cho các bạn xem đi. Heo của mình không bao giờ có hiện tượng bị tiêu chảy. Tại vì có a móc hiệu quả rồi. Là ăn với cám tập ăn, uống với sữa thoải mái. Bảo đảm với các bạn không bao giờ có hiện tượng tiêu chảy. Heo của các bạn tiêu chảy là heo của các bạn bị cầu trùng mà lên 7-8 ngày hoặc là mười mấy ngày nó sẽ bị cầu trùng. Nếu mà tiêu chảy thì nó đã bị những ngày đầu rồi. Nó không đợi đúng cái ngày mà phát cầu trùng nó bị tiêu chảy đâu các bạn. Thường thường heo các bạn á, nếu mà bị cầu trùng sớm 7 ngày 8 ngày sẽ bị, còn bình thường là 13-14 ngày, còn trễ nữa thì 20-22 ngày. Đó, các bạn lưu ý những ngày cầu trùng nó bị các bạn canh đi.
À, không phải mà tự nhiên mà heo của bạn cho ăn mốc đúng ngày cầu trùng mà nó phát tiêu chảy đâu, không phải bị tiêu chảy, nó chỉ bị cầu trùng thôi. Các bạn uống cầu trùng sáng trưa chiều, uống 3 đến 5 ngày liên tục tùy theo mức độ nặng nhẹ thôi các bạn. Rồi, buổi chiều nay thì mình tiếp tục pha sữa cộng mốc và cộng cám tập ăn nha các bạn. Ở đây mình để một muỗng mốc nè, để muỗng lưng nè, ở đây sữa nè. Hồi sáng thì mình dùng sữa khác, bây giờ hết sữa đó các bạn ơi, mình thay đổi sữa khác luôn nha. Thay đổi sữa bình thường không có vấn đề gì hết. Các bạn có amốc các bạn cứ yên tâm đi, không có vấn đề gì đâu. Các bạn kiếm cái amốc giống như của mình nè, mình đảm bảo các bạn là hiệu quả thành công 100% luôn đó. Đây mình lắc đều ra nè, cái sữa hồi sáng á bịch nhỏ hơn, cái này bịch lớn hơn xíu. Còn các bạn kiếm không có loại của mình á thì các bạn cứ nhắn tin cho mình đi, mình có thì dư mình cho, mình chia cho các bạn sử dụng an toàn và hiệu quả, heo của các bạn thích ăn luôn. Amốc của mình là amốc không đắng và nó ngọt nha. Đây một nắm nè các bạn nè, mình sẽ để một nắm luôn, để hơn nắm tí xíu luôn đó. Rồi mình đợi khoảng chừng 10 đến 15 phút cho nó tan xong đi. Cái cám này nè các bạn, là mình để vô miệng là nó tan luôn á, nó giống như là kẹo hoặc là cốm vậy đó, xong là nó tan chứ không phải là nó cứng đâu. Mà có cái là mình bỏ vô đây á, nó hơi lâu tan thôi chứ mình ngậm vô miệng là nó tan à. Rồi cám này nãy giờ mình ngâm được khoảng 15 phút nè các bạn, nó tan khoảng 70% rồi, còn 30% là hộp mình để xuống luôn nha. Tại vì mình chờ mà nó uống hết cái nước này á, là cái hộp nó cũng mềm, nó cũng nhuyễn ra rồi, mình để xuống luôn. Rồi mình để đây đi, rồi khi nào nó uống thì nó uống các bạn. Ngày mai mình bắt mấy con này ra mình rửa sàn nó. Rồi mình quay cho các bạn hai con này nó uống nè, mấy con kia nó ngủ, nãy nó mới bú xong á. Các bạn nhìn thấy nó nhai không? Nó ăn trúng cám là nó nhai đó. Đây quay qua bên đây đi. Đó, các bạn thấy nó nhai chưa? Nó vừa uống nước mà nó dính cái hột là nó ăn vô miệng nó là nó nhai luôn. Hôm nay là mới ngày thứ ba thôi. Rồi mình cập nhật tình hình buổi sáng ngày thứ tư của đàn heo mình tập cho heo uống sữa cộng amốc và cộng cám tập ăn nè các bạn. Chiều hôm qua mình để một nắm cám, một bịch sữa, một muỗng amốc, thì sáng hôm nay nó chỉ còn một phần nữa các bạn. Là nó còn kẹo như vậy thì nó không uống nữa đâu, các bạn bỏ đi nha. Các bạn thấy không, con này nó vẫn còn cố nó ăn nè, nhưng mà nó không ăn đâu các bạn ơi, kẹo quá nó nuốt không nổi. Bây giờ mình thay cái mới. Sáng nay mình phát hiện con nái của mình á, nó có tiêu chảy nhẹ nha, mình mới dọn vệ sinh xong nè, nó phân nó tiêu chảy sạch sạch đó các bạn, nó còn dính đít nữa. Sáng nay mình trộn amốc cho nó ăn, sáng một cử, trưa một cử, chiều một cử. Nếu mà ngày mai mà nó không khô lại thì mình sẽ tiêm nó một mũi tiêu chảy nha. Tại vì nó nái tiêu chảy sệt á, là mình trộn amốc ăn á thì nó cũng đã hiệu quả rồi. Thì các bạn chờ coi ngày mai nếu mà nó không hết thì mình sẽ tiêm cho nó một mũi tiêu chảy. Tại vì nó sệt không đáng kể các bạn. Đây phân nó nè, nó chảy như vậy là không đáng kể đối với mình nha. Rồi cám mình nãy giờ ngâm được khoảng 10 phút rồi các bạn, nó chưa có tan hết nữa, nó vẫn còn một ít nhưng mà nó rất là kẹo các bạn ơi. Mình bỏ hơn một nắm lần á. Bây giờ mình để xuống cho nó uống thử nha, coi xem có con nào vừa để xuống nó uống hay không nha. Để trưa nay mình tranh thủ mình rửa cái sàn này. Rồi mình cập nhật cho các bạn xem là tình hình là buổi trưa ngày thứ tư nha các bạn. Cái máng sữa là nó uống hết rồi nè các bạn, nó chỉ còn bao nhiêu đó thôi. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình rửa sàn, rửa chuồng nha. Đó, con mẹ nó hồi sáng giờ là mình không thấy nó tiêu chảy nữa. Hồi sáng là tiêu chảy này nè. Rồi mình trộn khoảng gần một muỗng chăn canh luôn, một muỗng lưng á, là mình bỏ gần nửa nắm amốc luôn á. Rồi bây giờ là phân nó hồi sáng nè. Đó, phân bây giờ hiện tại trên sàn nè, đã sệt lại rồi nè. Các bạn phát hiện á, thì các bạn trộn amốc, các bạn trộn liều cao lên tí xíu nha. Đó, hiện tại bây giờ là con mẹ nó đã ok rồi, mình không cần chích thuốc nha các bạn. Đó, phân hồi sáng mình vẫn để cho các bạn xem luôn đó. Rồi phân này là phân trên sàn, hồi sáng giờ nó đi nè. Rồi quay tiếp cho các bạn xem mấy bầy bên đây luôn. Đó, bên này nó có 4 con thôi, mình gửi 5 con bên đây nữa là 9 con. Đây cái đàn này được 2 ngày tuổi nè. Chiều nay thì mình sẽ cắt đuôi, bấm răng rồi, chiều nay mình cắt đuôi luôn. Đó,
Rồi, hiện tại là sàn nẻ đã rửa xong rồi các bạn. Sạch bon, sáng bóng luôn nha. Rồi bây giờ nó bú rồi nè, bây giờ mình sẽ để cám xuống. Hôm nay là chiều ngày thứ tư nha. Ở đây là mình để một nắm rưỡi cám luôn nè các bạn. Đó, nó rất là kẹo luôn, quay sát cho các bạn xem nè. Một nắm rưỡi cám nha. Hôm nay là nó uống 2 bịch sữa và hơn 2 nắm cám các bạn, nó uống hết cái đó là hơn 2 nắm cám đó. Cái đó phiêu phiêu là chắc uống hết rồi, khoảng chừng 11, 12 giờ là uống hết rồi. Rồi qua ngày thứ 5 thì mình cập nhật cho các bạn xem thêm nha. Rồi heo mình hôm nay là buổi sáng ngày thứ 5 nè các bạn. Hiện tại bây giờ là 7 giờ rưỡi nha. Đó, hôm qua mình pha hơn một nắm cám, một bịch sữa, một muỗng amóc. Sáng hôm nay thì nó hết rồi, bây giờ mình để thêm cái mới cho nó nha. Rồi tiếp theo là những clip kế tiếp á, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn tập ăn cho heo con sau khi tách bầy không bị tiêu chảy. Bây giờ các bạn có thể là xem lại tham khảo những cái clip mà mình tập cho heo con uống sữa những lần trước và những cái clip mình làm cho heo con sau khi tách bầy mà không bị tiêu chảy. Đảm bảo các bạn heo sau khi tách bầy là 95% là sẽ không bị tiêu chảy. Còn các bạn cho ăn theo cái phương pháp truyền thống mà không có chọn amóc này á, tách bầy ra tầm 4-50% là heo mình bị tiêu chảy. Thứ nhất, tiêu chảy là mình sẽ tốn tiền điều trị. Thứ hai nữa, heo mình ăn cám tiêu chảy mất sức, rồi nó mất cám của mình nữa. Tâm ra là mình tốn kém rất nhiều chi phí luôn các bạn. Mình chúc các bạn áp dụng cái phương pháp của mình được thành công nha.